Hey, xin chào đồng bào, tôi đã trở lại đây. Và hôm nay là một cái khung rất là kỳ lạ. Mới chuẩn bị xong, ấy da, một cái bàn, một cái ghế như thế. Và đây là đồ chơi. Không dính của em rồi, đố ai biết chơi này chơi gì. Đố em biết, và đố em biết. Đây không phải là lớp học đạo đức, cũng không nói đạo lý. Đây chỉ có những câu chuyện lộn xộn, không đầu không cuối. Cái view này thì nó cũng khá mát. Chọn mãi mới ra được một cái chỗ ngồi hợp lý, xe lại chạy qua. Thử học cách khui bia của người ta coi. Cách khui bia. Không biết khui được không? Khui xong chắc thử học quẹt. Mùi dâu khá ngon, dâu dâu tằm. Bây giờ mình uống cái bia này từ lâu rồi. Để được thưởng thức một chai bia như vậy, không dễ như thế này thì ít ai làm được điều đó lắm. Tin tôi đi, hãy để một lần bản thân được làm những điều mình thích. Thực sự đó là cái giây phút tử tế với bản thân thôi. Đừng có nghĩ là mình sống cao cả, mình sống cao thượng, mình sống chan hòa với mọi người, mình chia sẻ tình cảm cũng như là kinh tế với mọi người, giúp đỡ mọi người. Đó là tử tế đâu. Ở một cái phương diện nào đó thì có lẽ đó là điều tử tế thôi. Nhưng với điều kiện là khi bạn làm những điều đó, bạn cảm thấy thoải mái thôi chứ không cảm thấy cao thượng, bác ái, đồ này kia, má mình. Được cờ lờ rồi. Khá ngon. Nãy khui chai bia, khui cái chai tưởng là bay luôn cái miệng chai chứ. Bia chai cay. Thật sự nếu chưa tử tế với bản thân thì làm sao biết yêu thương người ta như mình con vậy. Tử tế với bản thân trước đó đã. Nó giống như cái clip mình đã làm tập 1, mở màn cái mắc mệt show, nghe nó cũng mắc mệt lắm. Đôi khi bạn ích kỷ với người ta thì đó là cái giây phút bạn tử tế với bản thân. Thế thôi, chẳng có cái gì là tuyệt đối cả. Người ta có thể nói là sao má, sao mày sống ích kỷ quá, mày ích kỷ hơn tao nữa, mày ích kỷ vừa vừa thôi. Hãy nghĩ lại cho bản thân mình cái đã. Tao sống vì tao mà, vì cuộc đời tao, vì chính tao. Thế thôi, và ai nói gì thì cứ kệ. Đời ai nấy sống thôi, niềm tin ai thì niềm tin của người nào thì người đó tự vin vào thôi, chứ vừa dẫm vào niềm tin của người khác thì đến lúc xảy ra chuyện gì đó thì mất niềm tin lắm, lúc đó hụt hẫng không chơi. Khi bạn giúp mọi người, bạn cảm thấy như thế nào? Bạn cảm thấy bạn cao thượng hay bạn giỏi giang, hay là bạn thanh thản, hay là bạn chẳng nghĩ gì? Đối với mình thì khi mà mình cảm thấy thôi nha, chứ ở đây nó không có sự đúng sự sai, cũng không có sự thật sự giả. Khi mình cảm thấy cho ai điều gì đó hay là giúp ai điều gì đó thì mình cảm thấy cũng bình thường thôi mà, có gì đâu phải cao siêu. Ví dụ như mua một tờ giấy số hay là cho người xin mình một ít tiền thì mình cảm thấy bình thường, không có cao cả, không có thanh thản gì ở đây. Chả có gọi là tao giúp mày rồi người khác sẽ giúp tao, không phải, mình không có nghĩ điều đó. Cuộc sống nó đưa đẩy bạn đến đâu thì bạn cứ việc đến đó thôi. Và bia khui rồi thì phải uống. Ồ, cái này có ngược nữa ta. Thế này đi, một chai mà tu một hơi là hết mục tiêu rồi. Để đây tí nữa dẹp. Bạn mang vào rừng những thứ gì thì hãy mang ra những thứ đó. Những ngày qua đi tìm mấy cái location để quay những cái clip như thế này thì rác rất là nhiều, và ngay dưới cái máy quay của mình vẫn còn một cái khẩu trang, khăn giấy, khăn vải dẻ đùi lau ở đây má, có chỗ còn thấy cả quân sĩ áo vú nữa mà má, không hiểu nổi luôn. Một số bạn trẻ thích những clip như thế này thì mình cũng không phải khuyên nha, mình chỉ cảm thấy tiếc là cái thời trẻ của mình, cái thời mà mình 18 đến 25 thì mình chưa sống cho mình nhiều lắm, chưa tử tế với bản thân, và đến bây giờ mình bắt đầu làm điều đó, bắt đầu
tử tế với mình hơn, bản thân mình hơn. Một giai đoạn nào đó thôi, ai cũng phải trải qua những điều kỳ cục trong cuộc sống này. Có thể nhiều lúc bạn muốn tử tế với bản thân lắm nhưng mà điều kiện không cho phép. Sống ở đời này thì cứ cúi mặt mà đi chứ không là dậm phải cứt đấy. Đây nha, cái clip này thì mình nghĩ là kết thúc ở đây được rồi. Và nhớ đón xem tập tiếp theo của mình nha. Có thể là đầu tháng 10 hoặc là giữa giữa tháng 10 thì mình sẽ lên thêm một series mới và nó có nội dung nó khá thú vị đấy. Những bạn thành phố đã thử cấy lúa chưa? Đã thử trồng khoai chưa? Đã thử đi bẻ ngô, đã thử đi cuốc đất, đã thử đi gánh phân chưa? Thế nha, tập này mình nghĩ là kết thúc tại đây được rồi. Và xin chào và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo. Và cũng không nói gì về đạo lý đâu. Mệt lắm.